Ơi, ở nhà Thế Hảo, hôm nay hai anh em gọi cho anh thì xử bị ngã xe à? Bị ngã như bị ngã ở tận đâu? Chỗ kia đi mua thức ăn là bị ngã à? Vâng. Ôi đây này, bị hết cả đầu gối này. Đây nữa. Đây nữa. Trong trong chân này thì có bị đau không? Có bị đau ở xương ở trong bên xương bên trong có bị đau không? Có. Có á? Vâng. Thế bây giờ nếu mà để mà đi đi lại thì có đi được không? Đi được một tí thôi. Đi được một tí á? Vâng. Thế là ở trong này là đau lắm à? Vâng. Ở xe gương bay hết à? Thế là chỗ này là bị cong hết rồi này. Thế là bây giờ là phải đi lắp lại thêm gương rồi nhỉ? Đây này, gương này cũng bay ra rồi. Ủa chắc là có khi là quả này là bị xè thì chắc là cũng đâu đây á, xe có bị văng ra xa không? Có á, xe bay ra xa à? Chào lúc xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, sáng nay thì cháu Lực có ở nhà thì có nhận được một cái cuộc điện thoại từ em Sử và em Hải, nói là em Sử là đi đâu ấy, là không may là bị ngã xe đấy, và cho nên là cháu Lực là chạy lên luôn để mà xem là em ấy bị ngã xe như thế nào các bác nhá. Và đây lên thì cũng có mua cho em Sử là thêm là một chút thuốc để mà băng bó vết thương nữa. Tại còn là bây giờ thì xin mời các bác là cùng cháu Lực đi vào xem là em Sử bị ngã xe như thế nào các bác nhé. Không biết là có bị nặng không ấy. Sáng nay thì thấy hai anh em thì điện nói rằng là em Sử là bị ngã xe. Em Hải nói là em Sử bảo là đau. Không biết là hôm nay đi xuống thì xem là có cần đưa em đi đi để mà chụp chiếu không. Sợ rằng là bị ngã xe là nếu mà như mà bị ở những cái phần bụng này của bác này, phần bụng hay là phần bụng ấy thì rất là bị dẫn đến là bị gãy xương sườn. Sáng nay thì mưa cũng mưa khá là nhiều của bác ở sáng nay ấy. Nên là bây giờ đi đâu đâu cũng còn rất là ướt. Vườn dừa của nhà em Sử này các bác này. Ở đây thì là có trồng thêm là một chút là giống cây, thêm là cả giống dâu nữa. Ui, đây thì có vẻ như là cái nguồn nước này của bác này. Mấy hôm nay thì mưa nhiều ấy, thành ra là nước là chảy khá là nhiều các bác này. Nước này thì rất là dồi dào. Sư ơi, ở nhà Thế Hảo, hôm nay hai anh em gọi cho anh thì Sử bị ngã xe à? Bị ngã như bị ngã ở tận đâu? Chỗ kia đi mua thức ăn là bị ngã à? Vâng. Ôi đây này, bị hết cả đầu gối này. Đây nữa. Đây nữa. Vâng. Trong trong chân này thì có bị đau không? Có bị đau ở xương ở trong bên xương bên trong có bị đau không? Có. Có á? Vâng. Thế bây giờ nếu mà để mà đi đi lại thì có đi được không? Đi được một tí thôi. Đi được một tí á? Vâng. Thế là ở trong này là đau lắm à? Vâng. Hôm qua sáng nay hai anh em điện cho cháu Lực cô bác thì nói là em Sử là bị ngã xe, xong là bị phần chân nó bị đau. Không biết là chắc là bị đau như thế là bị ảnh hưởng tới xương ấy, tại vì là đây là nhìn thấy là vết ngoài da thôi này. Nhưng vết ngoài da thế là bị cả trong này nữa à? Đau ở dưới này đấy. Đau ở dưới trong này á? Vâng. À. Rồi thế bây giờ để anh lấy cái này băng chút này. Cái này chắc là xem là có những chỗ nào cần dùng băng gạc thì dùng cái băng gạc này để mà ấy. Vâng. Có lấy nước muối rửa, còn lúc mà bị có lấy nước mà nhiễm nước mà sát trùng rửa rửa qua chưa?
Chưa. Chưa? Vâng. Không dám rửa đâu, nên mới... Không dám rửa à? Vâng, đau quá. Này, tay em dùng cái này để mà dán đây này. Vâng. Đây này. Đủ rồi. Em Hải đi đi đâu rồi? Xuống nhà cũ lấy cỏ hay sao đấy? Lấy cỏ à? Vâng. Nên là bị như này thì có đâm đụng với ai không? Không đâu. Không nào. Vâng. Nhưng mà đường đấy là đường trơn hay là như nào ấy? Đường mưa thì trơn một tí đấy ạ. Đường mưa thì trơn à? Vâng. Này thì cái chỗ này thì là xe nó đập trúng hay là như nào? Chỗ chân đây. Trúng cái xi. À, đây là đập trúng xi à? Vâng. Thấy là bằng một từ từ cái này thì này thì chắc là cái này không vừa, cái này phải dùng cái băng gạc này. Đây phải dùng cái băng gạc này. Băng này thì nó cũng thấm thuốc rồi. Kéo ra đây, dao. Sử dụng kia thông đặt chân lên này đi. Đây. Đặt chân lên như này. Chân này bây giờ duỗi thẳng thẳng đi. Nếu mà duỗi thẳng có duỗi được không? Được ạ. Duỗi duỗi được à? Từ từ thì duỗi thẳng thẳng lên. Đấy, nhân lên này. Thôi. Đấy, đấy, đấy. Tức là bây giờ chân này là bị đang chân này là đang bị đau nhất à? Vâng. Chân này trống một tí rồi. Chân đấy thì không bị, thế là bị gối này là bị nhiều nhất à? Vâng. Thế là sáng nay vừa mới bị ngã hay là hôm qua rồi? Từ sáng nay thôi ạ. Sáng nay á? Vâng. Thế lúc mà em điện cho anh là lúc đấy là về nhà rồi ạ? Vâng. Thế lúc mà sáng nay em điện cho anh thì là về nhà rồi ạ? Vâng. Bây giờ thì nó vừa mới bị ngã đấy các bác ạ, không biết là nó có bị ảnh hưởng ở phần xương trong không? Hôm nay đang vào đúng vào ngày là thế này thì nó đã tẩm thuốc một chút rồi thì hôm nay lúc đi thì có đi một mình hay đi với ai? Đi một mình đấy ạ. Đi một mình à? Vâng. Xong rồi bây giờ thì đây. Bên bên này đó nhỉ? Vâng. Ở đây thì xuống ở xuống này cũng được này. Viên máu còn chưa kịp khô. Cái phần này thì có vẻ là bị ngoài da một chút thôi cô bác ạ. Đấy, nhưng mà em xin nói rằng là bị chân bên này là bị phần xương này. Tay thì còn chỗ nào bị không? Tay á? Còn mỗi này thôi ạ. Đây là bị như thế này à? Vâng. Đấy đi xe là còn đi chậm đấy. Nếu mà đi nhanh thì không biết là giờ này là như thế nào ấy. Vâng. Nó bị xe đi à? Đường trơn xong nó bị xe bánh nó văng ra trước hay là như nào? Vâng. Nên này là đi xuống chợ là đi mua thức ăn à? Vâng. Hôm nay ở xá thì cũng có người ta mổ lợn đúng không bác? Phải ra là chắc là sử đã biết là đi mua. Bên này một tí nữa. Lúc nào mà rửa xong thì cứ dùng cái này mà dán nhá. Vâng. Kia thì nó sẽ, cái kia là nó tẩm thuốc một chút rồi. Cái này thì là mình dán để cho nó, cho nhưng lúc mà mình làm cái gì nó không đụng phải rồi nó đỡ phải bao quá. Vâng. Ừ.
Đây là cái để mà mình dán nhá, dán cái Vâng. này vào nhá. Vâng. Để mà một tí nữa mà đau quá thì bảo anh nhá, Vâng. để mà đi xuống trạm xem. Nhưng mà ở đây trạm thì người ta cũng chỉ có băng bó như cháu Lực băng bó đâu các bác ạ, và người ta cũng chỉ đưa cho một ít thuốc thôi trạm ấy. Thôi nếu mà bị như thế này là có khi là phải đi xuống huyện đấy. Vâng. Nhưng mà thế này thì nó bị hiện tại là nó phải cái phần này đang bị đau nhất à, Vâng. phần khớp gối này à. Vâng. Người người thì chỗ nào có bị đau không người ấy, Không đợi. chỉ là mỗi chân tay thôi à. Vâng. Xem là bây giờ có khi là nếu mà xem mà tối nay em sửa như thế nào các bác, là phải nếu mà đau quá là đưa em sửa đi chụp cái chụp X quang xem là chân của em là bị có bị ảnh hưởng tới xương không. Bây giờ nếu mà không bị ảnh hưởng tới xương, bị ngoài da như này thì chắc chắn nó phải đồng độ tầm một tầm độ một tuần thì mới khỏi được. Chân này thì có vẻ như là bị sưng một chút rồi nhỉ, Vâng. chân bên trái của em ấy. Vâng. May là đi là không còn đâm phải ai đấy, nhưng mà đâm phải ai nữa thì đến lúc đấy là còn mệt thêm nữa. Vâng. Đây là không chỉ một mình bị thương đâu, còn là khiến là đối phương bị thương nữa, còn là không biết là do mình sai mình đúng nữa. Đấy, như sự nói là đường trơn quá các bác ạ, thành ra là bị xòe. Đôi lúc thì để mà đứng, đôi lúc thì thật sự ra ngá rất là nhẹ thôi, nhưng mà không may ấy, hay là xe nó đập trúng chân ấy, thì cũng dẫn đến là phần xương ở chân này bị ảnh hưởng. Thế bây giờ băng xong một lúc rồi thì giả sử ngồi nghỉ ngơi đi, Vâng. anh đi xuống xem Hải Hải là đang lấy cỏ ở dưới à. Vâng. À thôi xử ngồi nghỉ ngơi nhá, anh đi xuống anh xem. À em chó rồi đi hẳn vào nhà luôn à. Như kiểu lại mưa hay sao ấy. Chó này về nhà nó ăn cơm bộ sứ. Sứ ơi. Sứ á. Sứ ơi. Sứ. Chó này về nhà nó có bị làm sao không? Đó. Không bị sao đâu à? Ôi, đừng, nó vừa bị thì đừng có đi lại nhiều. Đấy, ngồi nghỉ ngơi hay là đi nằm đi. Đấy. Vừa mới bị thì để mà đau quá chắc là chưa các bác ạ, nhưng mà để tầm một tí nữa, sau khi mà hết thuốc là sẽ đau ấy. Đây cũng có một cái dàn là dấu bí nhưng mà nhìn không có được tốt cho lắm. Ruộng nhà ông dưới này thì có vẻ là trồng trồng là xong rồi các bác ạ. Nhà ông thì năm nay là có nhà chú để mà làm cùng ấy, cho nên là chắc là làm nhanh hơn. Đôi lúc cháu Lực lên cái hình ấy, bác gặp ông đang lấy trâu làm các bác. Nhưng mà ngoài lúc đó thì là có nhà chú để mà hộ nữa. Nhà sửa thì không biết là vừa rồi thì cũng quên hỏi sửa là đã làm trả cây trong cái phần ruộng của nhà em chưa. Trâu của nhà các em thì các em là để vấn đề cùng ông ở dưới này, cho nên là thường thường là em Hải là ở trên kia là không làm gì, là xuống đây để mà xem trâu hay là lãnh cỏ. Hải à,
Chào Hải nhá. Cháu Hải xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị ạ. Hải đang làm gì đây? Em đang lấy cỏ cho ăn ạ. Lấy cỏ cho à? Vâng. À, thế là cỏ đã đi cắt về rồi à? Vâng ạ. Thế cắt về là đây là lấy cỏ cho à? Vâng ạ. Thế anh xử lý lá xe thì bị từ sáng nay rồi à? Vâng ạ. Thế là lúc mà hai anh em điện cho anh là anh xử đang kêu đau ạ? Vâng ạ. Ông đâu rồi? Ông dưới kia. Ông dưới kia? Vâng. Ông thì đang xem ông nước một chút. Cỏ này đi dần đâu để lấy về? Đi trên kia thôi. Trên kia? Vâng. Cỏ nhà em trồng hay là... Nhà em trồng thôi. Ừ. Con đi đâu rồi Châu ấy? Con chưa dậy. Con là chú đâu hết rồi? Bên nhà chú đi đi trả công rồi ạ. Trả công á? Vâng. Thế là ruộng nhà ông thì là cấy hết rồi à? Vâng. Ông tự cấy hay là nhà chú xuống hộ? Nhà chú với em xuống đây hộ ông thôi ạ. À, cả hai anh em hài xử nữa. Vâng. Nên là Hải là ở dưới đây à, để lấy cỏ trâu à? Vâng. Vừa rồi thì anh lên thì thấy Sử là đang anh vừa băng bó Sử xong rồi. Vâng. Đây cũng khá là lâu là chưa có lên nhà của hai anh em Hải Sử đúng không bác? Nhà mới thì hiện tại là ông với lại thêm là hai người con của chú nữa là ngủ đây các bác ạ. Hải thì đã nấu cơm anh Sử ăn chưa? Chưa đâu ạ. Chưa? Vâng. Nên là một tí mới nấu à? Vâng. Bây giờ thì chưa đến giờ là nấu cơm trưa mấy cô bác ạ. Sử bị như thế này thì chắc là độ tầm mấy ngày mới khỏi ấy. Vâng. Nếu mà không có bị đau ở chân này. Vừa rồi thì cháu Lực có lên ấy thì em Sử nói rằng là bị chân cái phần khớp gối của bác là hiện tại là đang bị đau ở trong ấy, nhưng mà chưa thấy là sưng, có lẽ là vừa mới ngá, nhưng mà nó bị một lực này nó tác động vào mạnh, nó dẫn đến là bị hơi đau một chút. Nếu mà như đến tối nay mà em Sử là đau quá thì có thể là cho em Sử là đi chụp X quang của bác ạ, đi chụp X quang xem là chân tay của em, người ngựa của em thì có bị làm sao không. Nếu mà bị gãy xương thì phải nói là lại rất là khổ đến cho hai anh em Hải Sử. Em Hải thì để mà làm ruộng ấy thì em chưa biết làm mấy, biết làm đấy nhưng mà biết máy cày thì không biết làm, còn chỉ biết làm trâu thôi. Làm trâu thì cũng chỉ là làm qua loa thôi. Thế nhà hai anh em thì đã cấy xong hết chưa? Chưa rồi. Chưa. Vâng. Mấy hôm nay thì đang có nước rồi nhỉ? Vâng. Thế định là bao giờ cấy? Chắc là ngày mai hay là ngày kia cấy rồi. Ngày mai kia cái á? Vâng. Nhưng mà bây giờ anh Sử bị đau chân thì làm sao mà cấy được? Sao mà cấy được? Em với anh Sử đi lấy công về ạ. Anh Sử lấy công về á? Vâng. À, nhưng mà làm xong hết rồi bây giờ chỉ việc cấy thôi à? Dưới kia còn một hai thửa chưa có nước chưa làm. À, nghĩa là chỗ nào mà có nước xong là cấy trước à? Vâng. Là thời gian này thì là em với em Sử là lên lấy công nhiều à? Vâng. Bây giờ để mà cho các em lúc nào cũng bỏ tiền ra để mà thuê người về làm không bác, thì cuộc sống nó lại quá sung sướng quá. Đấy, đôi lúc thì các em cũng phải đi đổi công này nọ về để mà làm ở trong gia đình này kia nữa. Thế là mấy hôm nay anh không lên thì đến hôm nay thì chỉ có anh Sử là bị ngá thôi à? Vâng. Lúc mà bị ngá xong là Sử là vẫn về đến nhà? Vẫn về đến ạ. Về đến nhà xong là hai anh em ấy điện cho anh à? Vâng. Cháu Lực cũng bảo các em rồi, có chuyện gì thì cứ điện cho cháu Lực thì cháu Lực lên. Tại vì là thật sự ra Lực không phải là gắn bó với các em là ngày 1, ngày 2 nữa các bác, mà gắn bó với các em là một quãng thời gian rất là lâu rồi. Đấy, như các em nếu mà các em hiểu chuyện và biết gọi là sắp xếp mọi cái rồi thì đến lúc đấy thì cháu Lực sẽ gọi là không có lên nữa, không có lên để mà nhắc nhở các em là kèm gặp các em nữa. Thế nhưng mà ở đây thì em Sử thì đi học và đến năm lớp 1 thôi, thành ra là em ấy còn để mà nói cô bác thì gọi là nói
đi ra ngoài cách nói này kia thì em còn hơi kém, thế nhưng mà nếu mà em sử được học hành đàng hoàng thực tế thì em sử là một người mà tố chất mà rất là thông minh. Còn như em Hải đấy, em Hải thì năm nay cũng học lên lớp 9 rồi, học lớp 9 rồi đấy, nhưng mà đôi lúc thì sẽ có một thứ chuyện là em sẽ không hiểu được, cho nên là cháu được lên nó vẫn phải dạy bảo cho các em rất là nhiều. Thời gian này thì là đang ở nhà là chuyên gia là đi lấy công đúng không, Vâng. lấy công với lại lấy cỏ ở nhà. Một ngày đi lấy công như này, nếu mà em đi thì nếu mà đi nhà khác để lấy, sau này là con về hộ hay là bố mẹ em về hộ? Chắc là em đi lấy công thì chắc là khi nào em cấy thì con về hộ thôi ạ. Con về hộ thôi à? Là bằng Vâng. tuổi em về hộ đúng không? Vâng ạ. Tầm mà bây giờ tầm tuổi nào mà đi lấy công thì nó tầm tuổi đấy về già. Nếu mà ở nhà các con không có ở ấy, thì thành ra là mẹ bố mẹ là vẫn phải sang để hộ nhá. Vâng. Con là chú thì bây giờ là đi giả công à, đi giả công cho ông à, Đi giả công cho nhà chú ạ. giả công cho nhà chú rồi à? Vâng. Ông thì mới về đến nhà này có bác ạ. Bạn mới sang năm là gì? Để tắm mát. Là làm không? Bạn làm với nhau thôi. Bằng riêng ở đấm đá nào đó nộ? Để bán như thế này mà. Đấm đá nào viên tổ vàng bằng riêng nộ đấy à? Cái ông thì phải nói là cái món thuốc lào của bác là không bỏ được của bác ạ. Hút từ rất là nhỏ rồi. Đồ đạc thì bây giờ có vẻ như là ít đi, thì nhân là sắp xếp rất là gọn gàng. Dê bỏ bóng điện năng lượng mặt trời mà tốt này dê hay nó dùng mê hồi để tự ý rồi mà biến Hải là lên nhà trên chưa? Lên rồi. Lên rồi. Vâng. Mai bảo là các con nhà chú ấy bảo là nhổ nhổ cỏ đi nhá, Vâng. nhìn nó rậm rạp quá. Vâng ạ. Ruộng nhà Hải thì đi làm mà khá là xa các bác ạ, nó không ở gần nhau, mỗi chỗ nó có một tí. Thế là bây giờ là chỗ đất này là ông ở với chú đi, sau này là nhà chú lấy à? Vâng. Làm mấy nữa hai anh em lại ít ruộng hơn rồi nhỉ? Vâng. Ông có biết là anh sửa nhà xe chưa? Ông biết rồi ạ. Ông biết rồi à? Vâng. Tối mà anh sử bị làm sao thì lại điện cho anh nhá. Vâng ạ. Đấy thì anh còn biết là xem là em ấy như thế nào ấy, xong còn biết là đi đưa đi xuống để mà chụp X-quang. Vâng ạ. Bây giờ chụp với các bác ạ, thì là huyện Phú Lực là hình như là không có chỗ chụp đâu. Không được gần một tuần đấy nhỉ, ngó xem lợn một tí nào. Vâng. Có được gần một tuần là không lên trên nhà của hai anh em Hải xử rồi. Đang ấp nhau đi ngủ rồi. Giờ một tí là Hải xách nước ra dội dội đây nhá. Vâng. Hải xách nước ra dội chuồng đi. Vâng. Bây giờ nước đang nhiều ấy. Ôi Vâng. dạ. Thật nhá. Vâng. Anh xử thì anh không làm được rồi. Vâng. Có cái chuồng này cho nó sạch sạch một chút. Sau thì cũng đã thiết kế để mà có chỗ thoát thoát nước là đi hẳn xuống kia rồi. À, chó này. Đặt 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 tên nó chưa? Đa dạ. Tên là gì? Gấu ạ. Tên là gấu á? Ấy dạ. Tên là gấu của bác ạ này. Thật sự ra chó này của bác này, khi mà cháu Lực mua ấy là cháu Lực có đăng tải cái phim lên đấy, có rất là nhiều cô bác anh chị là gọi điện là mong muốn mua một con như này đấy, nhưng mà lên trên thì không có cọc đuôi của bác ạ. Bây giờ hầu như là ai cũng rất là chuộng về cái
Chó cọc đuôi này. Chó tên là Gấu à? Con chó tên là Gấu à? À Hải nó đặt tên là Gấu đấy. Hải đặt à? Đừng à, có đi lại nhiều nhá, ngồi một chỗ thôi nhá. Đây, ngồi một chỗ thôi, đâu ấy. Không phải là thấy anh ra là dậy đâu. Cứ ngồi đi, ôi ở xe gương bay hết à. Thế là chỗ này là bị cong hết rồi này. Thế là bây giờ là phải đi lắp lại thêm gương rồi nhờ. Đây này, gương này cũng bay ra rồi. Ngồi chắc là có khi là quả này là bị xè thì chắc là cũng đâu? Đây á, xe có bị văng ra xa không? Có đấy. Có á? Xe bay ra xa à? Để anh xem nó ở đây này. Tân phay phanh thì hỏng hết rồi. Đấy, may là người là còn phần chưa có bị ảnh hưởng ở phần này. Đấy, mối tội là chân là bây giờ là đang bị sao bị sưng thôi. Cứ ngồi nghỉ đi nhá. Đấy, không phải là thấy anh ra là dậy đâu. Con kia có vẻ đi theo Hải. Tức lúc này có băng này con. Mở cửa sổ lên này. Quần đâu đằng kia? Hả? Không biết mặc quần à? Chưa đâu ạ. Chưa đâu ạ. Bây giờ chân rửa tay. Chưa sạch đâu ạ. Chưa sạch đâu ạ. Vâng. Hải có tắm cho nó không con ơi? Có tắm cho con gấu đi không? Ta tắm cho con này lần nào chưa Hải? Tắm cho con này lần nào chưa? Chưa đâu. Chưa đâu à? Vâng. Tắm cho nó thì nó mới sạch được. Vâng. Chưa? Chưa đó. Đấy, ở phần phía bên này của bác này thì cũng trồng một cái hàng rào cỏ ra bên kia để sau này cho các em là có thể là tận dụng cái hàng rào này để mà tận dụng lại cái phần cây cỏ để làm hàng rào luôn.
đang nghỉ ở đâu chơi như thế này thì em Hải sẽ lại một mình làm vất vả hơn thường ngày rồi, gánh vác cả công việc của anh Sử đặt vào nữa. Chứ 2-3 xu nữa mới được. 1 xu nữa mới sạch à? Vâng. Để rồi cho nó sạch hết. Thì năm nay lên lớp 8 rồi các bác ạ. Năm nay thì lên lớp 9 thôi, sang năm thì học hết là lớp 9 đấy. Nếu mà như được các bác mà giúp đỡ thì em Hải sẽ để em Hải tiếp tục là đi học thêm cấp 3. Bây giờ nếu mà không có các bác để mà đồng hành cùng ấy thì rất là khó để mà cho em Hải là đi học được cấp 3 của bác ạ. Bây giờ đi học thì phải cũng tốn một cái khoản tiền gọi là chi phí sinh hoạt hàng tháng, cũng như là tiền trọ, tiền ăn, tiền uống này, chi phí cho em, chi phí của em đi lại nữa. Sử thì cũng rất là mong muốn cho em đi học cấp 3 đấy, nhưng mà do là gia đình điều kiện không có, gọi là không có điều kiện đấy các bác, thành ra là không thể đi học được. Bây giờ là cũng chỉ có hai anh em thôi. Nếu mà em Hải đi học rồi có một mình em Sử ở nhà thì cũng chỉ là chăn nuôi lợn gà này kia thì có ra được tiền thôi. Được rồi, để cái xô kia chưa? Vâng. Bây giờ lại làm xong xuôi mọi việc ở nhà lại phải nấu cơm nhỉ? Vâng. Sử đi 5 rồi à? Sử 5 rồi à? Ngủ à? Ngủ à? Bây giờ mình đâu không? Hả? Bây giờ không đâu à? Cứ nằm đi. Để đang bị đau ấy. Có gì thì bảo em Hải là điện cho anh nhé. Đấy, chân này thì vừa bôi thuốc vào, bây giờ vẫn còn nhỏ máu em một tí này. Bây giờ hiện tại là chân này đang bị đau nhiều nhất à? Thế là căng hết cả thịt lên này không ạ? Cứ nằm nghỉ đi nhá. Nằm nghỉ đi, tắt điện nha. Đấy, thưa cô bác, bây giờ thì em Hải là cũng đi nấu cơm rồi cô bác. Chắc là cháu Lực cũng xin được là kết thúc cái video đấy thưa cô bác ạ. Hôm nay thì lên thì thấy là em sửa điện cháu Lực ấy. Thì cháu Lực đã lên thấy là cái chân, thấy là cái em bị ngán ấy. Thứ nhất là chỉ có bị ngoài da thôi. Và thứ hai thì hiện tại là đang bị một chút là ảnh hưởng đến cái phần đầu gối này. Thì để theo dõi thêm một chút đó, xem là như thế nào để cháu Lực xem mới biết là đưa em đi mà chụp X-quang. Nhưng mà chụp X-quang thì chắc chắn là sẽ phải đưa em đi chụp rồi, xem là chân của em thì có bị như thế nào không, và chụp X-quang, chụp và tổng thể cả người của em luôn, xem là xương sườn xương siết này là có bị gãy không. Có thể là như lúc mà há xe xuống ấy, là xe đập trúng ở tầm phần bụng phần xương sườn này, thì có lúc là tầm bị gãy tầm một thanh ấy. Thành ra là các em là kiểu đau ấy, là không biết là bị đau ấy, nhưng mà kiểu không biết là đi khám ấy, thì cũng sợ sau này rất ảnh hưởng rất là lớn. Thì có lẽ là cháu Lực cũng xin được kết thúc cái video này các bác, và cảm ơn các bác đã theo dõi video, và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở số tiếp theo trên kênh bạn em. Xin chào ạ. Chào Hải, chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị ạ.
trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Mm-hmm.